nào thì có thể rèn ngủ cho con xuyên đêm? Làm thế nào để rèn ngủ cho con một cách khoa học? Đầu tiên là bác Thắng nói thật, thực ra chúng ta chả cần rèn ngủ đâu các bạn ạ. Nghe thì rất là buồn cười, nhưng thực ra ngủ là một bản tính tự nhiên của các em bé. Và nó là tự nhiên, thế nên là chả cần phải rèn, tự nó ngủ được tốt. Thế nhưng đôi khi những sai lầm trong nuôi dạy của chúng ta lại làm cho các em bé không ngủ ngon. Chính vì thế bác Thắng sẽ hướng dẫn các bạn là gì, mốc nào thì con mình có thể ngủ xuyên đêm và tránh những sai lầm đó. Thế còn thực ra bạn chả cần rèn đâu, trẻ con là gì, cứ ăn và ngủ mà, thành ra là chả cần làm gì, con cứ được nuôi đứa dẫn tốt là nó sẽ ngủ tốt, ngủ xuyên đêm luôn. Nice. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng là gì, lúc nào thì con bạn có thể ngủ xuyên đêm? Câu trả lời đó là khi con bạn sẵn sàng. Thường thì rất nhiều người sẽ nghĩ rằng là con được khoảng 6 cân thì mới thể ngủ xuyên đêm. Nhưng tôi biết có những em bé chỉ khoảng 2 tháng rưỡi, cân nặng khoảng 5 cân thôi, bạn ấy vẫn có thể ngủ xuyên đêm. Vậy thì việc đầu tiên chúng ta hãy tôn trọng cái giấc ngủ của con. Rất nhiều bố mẹ cứ lúc con đang ngủ thì gọi dậy bảo để ăn cho đúng giờ đúng cữ, đúng không? Nhưng mà tại vì lúc này các bố nghĩ con chưa đủ 6 cân nên là không ngủ được xuyên đêm đâu. Thì giải thích cho bạn là kệ các con, các bạn ạ, con đang ngủ cứ kệ nó, khi nào đói tự dậy nó ăn à. Thế còn tất nhiên sẽ có những cái mốc, là ví dụ như là con nhà bạn không có nhu cầu ăn đêm nhé, nhưng buổi đêm con cứ lục sục đòi ti, nhất là với những em bé ti mẹ, gọi là bú bặt về đêm ấy, thì nó sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của con. Vậy thì với những em bé này chúng ta phải làm như thế nào? Thì việc đầu tiên đấy chính là rèn ngủ đấy các bạn ạ, là chúng ta sẽ phải cách ly bà mẹ ra khỏi em bé khi em bé ngủ ở cái giai đoạn mà em bé đã đủ cân rồi, có nghĩa là khoảng 6 cân đổ lên mà em bé cứ lục sục về đêm, chứ còn em bé không lục sục thì không tính nhá, cứ lục sục về đêm thì bạn hãy tách con ra. Tất nhiên bà mẹ không cần phải nằm quá xa con đâu, có thể ông chồng nằm giữa, mẹ nằm một bên, con nằm một bên, hoặc là đơn giản là gì, mẹ nằm hẳn sát cái giường bên cạnh á, hoặc là kê tấm đệm ở dưới sàn nằm ở dưới đấy, còn cho bố nằm ở trên con. Có nghĩa là khi mà con ọ về đêm, ông bố sẽ vỗ về con, nhưng mà vì ông bố ở người không có mùi sữa gì cả đó, thế nên là con nó sẽ không bú vặt, và dần dần sau khoảng 2-3 ngày đến 1 tuần con bắt đầu quen thì con sẽ ngủ xuyên đêm, không lục sục như thế nữa, và lúc đó mẹ có thể quay lại để ngủ với con. Đây là cái việc đầu tiên mà chúng ta phải nhớ rằng là chả cần phải rèn đâu. Nhiều bố mẹ lại bảo con em nó cứ dậy buổi đêm nó khóc nó đòi ăn, mà bây giờ nó được 7 cân rồi thì bạn không cho nó ăn để cho nó ngủ tiếp không? Thì không phải, bạn cứ cho con ăn uống theo nhu cầu, chỉ trừ khi nào con bú vặt thì chúng ta mới phải rèn. Số 2 đó là vậy thì chúng ta rèn ngủ sẽ đúng giờ, đúng cữ, đúng thời gian cho con như thế nào, vừa nhàn cho chúng ta vừa giúp con phát triển tối đa. Thì việc đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng là gì, trẻ em một trang giấy trắng. Nếu các bạn vẽ ra một cái lịch sinh hoạt mà nó không khoa học thì con nó sẽ sinh hoạt không khoa học. Chính vì vậy chúng ta nên nhớ rằng là một đêm, đặc biệt các bé sơ sinh sẽ ngủ khoảng trên 12 giờ đồng hồ. Ví dụ như ngày hôm sau bạn muốn con dậy vào lúc 8 giờ sáng thì chắc chắn con phải ngủ vào lúc 8 giờ tối ngày hôm trước. Còn nếu mà bạn lại để cho con ngủ khoảng 10 giờ 11 giờ tối hôm trước thì đến ngày hôm sau con sẽ ngủ muộn, hoặc đơn giản con sẽ ngủ thiếu, vì khi bạn dậy lục sục hoặc ánh nắng lên con sẽ bị dậy, đúng không? Thế nên ấy, khi các bạn muốn giúp con ngủ sớm thì bạn cần phải tạo ra cái môi trường ngủ tốt cho con, có nghĩa là đến 8 giờ tối phải tắt hết đèn, điều hòa mát, đừng có nói chuyện, đừng có dùng điện thoại nữa, để con và chúng ta cùng cảm thấy là đi vào giấc ngủ. Nhiều khi là gì, bố mẹ nằm cùng con, bố mẹ ngủ trước con ngủ sau, như thế mới là đúng các bạn nhé. Số 2 đó là gì, đặc biệt là một vài các bạn nhỏ khoảng 5-6 tháng thì các bạn đấy thường có một cái giấc ngủ ngắn, rơi vào lúc khoảng 5-6-7 giờ tối. Thế thì nếu bạn muốn con ngủ sớm khoảng lúc 8 giờ tối thì bạn có thể chơi với con, hoặc là giờ đó bạn có thể cho con ăn hoặc có những vận động ngoài trời để con bỏ qua cái giấc ngủ ngắn đấy, để con đi thẳng vào những giấc ngủ dài về đêm. Bây giờ nếu mà bạn muốn con ngủ tốt về buổi tối, ngủ xuyên đêm thì nhớ là cái mốc mà khoảng 7-8 giờ tối là cái mốc rất quan trọng. Chính vì thế trước đó khoảng 1-2 tiếng thì đừng để cho con ngủ. Hãy chơi với con, hãy làm việc với con. Nhưng tôi biết là có rất nhiều bố mẹ cái giờ đấy lại bận quá. Đó có khi là giờ nấu cơm, giờ ăn uống, giờ đi tắm giặt, thế nên là ôi trời ơi, con ngủ thì tốt quá. Nhưng thực ra không nên vậy nhé các bạn nhé. Bạn nên để cho con bỏ qua giấc ngủ đấy rồi ngủ xuyên đêm. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta nên làm để con ngủ xuyên đêm. Hãy tôn trọng các em bé. Em bé có thể dưới 6 cân vẫn có thể ngủ xuyên đêm, nhưng em bé trên 6 cân vẫn đói và đêm thức dậy bú, đấy là chuyện bình thường. Chỉ khi nào em bé bú vặt thì chúng ta mới phải rèn mà thôi.